Thưa quý vị và các đồng chí, trưa nay tại Singapore, Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã có bài phát biểu quan trọng về tầm nhìn của Việt Nam đối với những vấn đề an ninh hệ trọng của khu vực. Trong bài phát biểu, Đại tướng Ngô Xuân Lịch đã phát đi thông điệp của Việt Nam: độc lập, tự chủ, tăng cường hợp tác, tuân thủ luật pháp quốc tế là nền tảng của an ninh, hòa bình và phát triển. Phát biểu tại phiên toàn thể thứ 3 của đối thoại Shangri-La với chủ đề định hình trật tự an ninh đang biến đổi của châu Á, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam, Đại tướng Ngô Xuân Lịch nêu rõ, trong thời điểm hiện nay, mặc dù các nước đang tích cực hợp tác để vun đắp cho hòa bình, ổn định của khu vực, nhưng có một thực tế là những thách thức an ninh truyền thống, phi truyền thống, trong đó có tranh chấp chủ quyền lãnh thổ, khủng bố, đang hiện hữu một cách rất rõ ràng, đặc biệt là tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương, với những nguy cơ có thực và cận kề. Bên cạnh đó, khu vực cũng đang chứng kiến sự chuyển dịch mạnh mẽ trong chính sách của các nước lớn. Đầy khó khăn. Từ thực tiễn và kinh nghiệm, chúng tôi cho rằng để giải quyết các vấn đề an ninh phức tạp, trước hết, mỗi quốc gia phải tự quyết định vận mệnh của mình. Đồng thời, rất cần sự hỗ trợ, chung tay hành động một cách vô tư, công bằng, khách quan vì lợi ích chung của cộng đồng quốc tế, nhất là của các nước lớn. Với cách nhìn như vậy, thông điệp mà tôi muốn gửi đến quý vị hôm nay là độc lập, tự chủ, tăng cường hợp tác, tuân thủ luật pháp quốc tế là nền tảng của an ninh, hòa bình và phát triển, đóng góp cho hòa bình. Để thực hiện tầm nhìn về một khu vực an ninh, hòa bình và phát triển, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam đã đưa ra các định hướng hợp tác quan trọng, trong đó nhấn mạnh tới việc các cấu trúc, cơ chế an ninh phải dựa trên luật pháp quốc tế, các nguyên tắc cơ bản của Hiến chương Liên Hợp Quốc, các chuẩn mực ứng xử được công nhận. Đại tướng Ngô Xuân Lịch cũng khẳng định, ASEAN là một hình mẫu hợp tác liên kết thành công của các nước vừa và nhỏ, ngày càng đóng vai trò tích cực, trung tâm cho những nỗ lực chung, định hình cấu trúc an ninh, bảo đảm môi trường hòa bình, ổn định của châu Á, Thái Bình Dương. Năm 2020, Việt Nam sẽ đảm nhiệm cương vị Chủ tịch ASEAN là dịp kỷ niệm 10 năm thiết lập ADMM+. Chúng tôi sẽ làm hết sức mình để đưa tầm nhìn an ninh khu vực châu Á-Thái Bình Dương trong khuôn khổ ADMM+ phát huy vai trò trung tâm của ASEAN, gắn kết với sự đoàn kết thống nhất và trách nhiệm của các quốc gia thành viên ASEAN. Trước hàng trăm nhà lãnh đạo quốc phòng an ninh đến từ nhiều nước trên thế giới, Đại tướng Ngô Xuân Lịch một lần nữa khẳng định Việt Nam luôn trân trọng giá trị của hòa bình, kiên trì chính sách đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ quốc tế, cân bằng chiến lược trong quan hệ với các nước. Việt Nam cũng xây dựng nền quốc phòng hòa bình mang tính tự vệ, không liên kết với nước này chống lại nước kia, không sử dụng vũ lực và đe dọa sử dụng vũ lực trong quan hệ quốc tế, không cho nước ngoài đặt căn cứ quân sự trên lãnh thổ của mình. Việt Nam tôn trọng độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của tất cả các nước trên cơ sở luật pháp quốc tế, quy tắc ứng xử khu vực và đòi hỏi các nước khác cũng như vậy. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam nêu rõ, Việt Nam kiên quyết bảo vệ lợi ích chính đáng của mình, đồng thời cũng tôn trọng lợi ích của các quốc gia khác phù hợp với luật pháp quốc tế. Hòa bình và phát triển. Đối với vấn đề Biển Đông, chúng tôi kiên định và ủng hộ việc giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước của Liên Hợp Quốc về luật biển năm 1982, tuân thủ tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông DOC, thúc đẩy xây dựng bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông COC, vừa là biện pháp xây dựng lòng tin chiến lược giữa ASEAN với Trung Quốc, vừa thể hiện quyết tâm của các nước đóng góp cho một trật tự an ninh khu vực dựa trên luật pháp quốc tế. Mọi hành vi, hành động vi phạm chủ quyền của nước khác, quân sự hóa và gia tăng sức mạnh quân sự đều không phù hợp với luật pháp quốc tế, đi ngược lại các cam kết khu vực. Thay vào đó, các bên có liên quan cần thể hiện trách nhiệm trong việc xây dựng một trật tự trên biển để Biển Đông thật sự là vùng biển hòa bình, hợp tác và hữu nghị.
Trong bài phát biểu quan trọng tại Diễn đàn An ninh hàng đầu châu Á-Thái Bình Dương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam bày tỏ sự tin tưởng rằng với sự hợp tác thực chất, thực tâm, thì sóng gió tại châu Á-Thái Bình Dương chỉ càng làm các nước gắn bó hơn, nỗ lực hơn vì lợi ích chung và tương lai tươi đẹp hơn của mỗi nước và cả khu vực. Với niềm tin đó, tôi xin kết thúc bài phát biểu bằng câu nói nổi tiếng của Chủ tịch Hồ Chí Minh: an ninh và tự do chỉ có thể được đảm bảo bằng sự độc lập của mỗi quốc gia với bất kỳ một vùng quốc nào và bằng sự hợp tác tự nguyện của mỗi nước với tất cả các cường quốc khác. Xin trân trọng cảm ơn sự lắng nghe của các quý vị. Bài phát biểu của Đại tướng Ngô Xuân Lịch đã nhận được sự đánh giá cao của các đại biểu dự đối thoại Shangri-La và dư luận. Báo giới đã có cuộc phỏng vấn Trung tướng Nguyễn Đức Hải, Viện trưởng Viện Chiến lược Quốc phòng, nhằm làm rõ hơn ý nghĩa thông điệp của Việt Nam tại đối thoại Shangri-La năm 2018. Sáng hôm nay thì Bộ trưởng Quốc phòng Ngô Xuân Lịch đã có cái bài phát biểu hết sức quan trọng và thu hút được rất nhiều những cái sự quan tâm của các cái nhà lãnh đạo và các cái nhà hoạch định chính sách quốc phòng cũng như các cái học giả. Có thể nói trước hết là đồng chí Bộ trưởng Đại tướng Nguyễn Xuân Lịch đã có một cái nhìn nhận đánh giá khách quan về những cái thách thức đang nổi lên trong cái khu vực. Đó là các cái vấn đề an ninh phi truyền thống và cái an ninh truyền thống đang nổi lên, và cái việc định hình cái cấu trúc an ninh trong khu vực đang làm cho thế giới có những cái sự chuyển động vừa là tích cực nhưng mà bên cạnh đó cũng có những cái thách thức hết sức nghiêm trọng. Vấn đề thứ hai đó là đánh giá về cái tình hình Triều Tiên, những cái dấu hiệu gần đây hết sức là tích cực trong cái việc trao đổi giải quyết những vấn đề nội bộ của hai miền, và chính cái sự nỗ lực tích cực của hai miền có thể nói nó gắn liền với cái vai trò cũng rất to lớn của Trung Quốc và của Nga. Vấn đề thứ ba đó là cái vấn đề giải quyết những nỗ lực về một cái trật tự an ninh đang biến đổi ấy bằng những cái đối thoại, bằng những cái giải pháp hòa bình. Vì vậy tất cả những cái vấn đề trong khu vực cũng như thế giới đang và đã có những cái chuyển động hết sức tích cực, không những mang lại một cái khu vực đang hòa bình, ổn định và phát triển, nhưng cũng đặt ra những cái thời cơ, những cái thách thức hết sức mới. Chính từ những phân tích trên thì cái thông điệp mà đồng chí Đại tướng Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch có trình bày trước cái diễn đàn rất quan trọng này, đó là cái thông điệp về độc lập, tự chủ, về cái tăng cường cái hợp tác và tôn trọng cái luật pháp quốc tế. Đây là cái nền tảng an ninh cho hòa bình và phát triển. Về cái toàn vẹn chủ quyền lãnh thổ, đây là lợi ích cốt lõi của chúng ta. Do vậy, Việt Nam luôn luôn là chú trọng về tất cả những cái biện pháp, trong đó về cái việc đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo, đồng thời thông qua các cái đối thoại, thông qua cái chính sách quốc phòng của chúng ta để cùng với các cái nước tìm ra một cái giải pháp tốt nhất bằng cái biện pháp hòa bình như vừa rồi tôi đã trình bày. Sáng nay, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ James Mattis đã phát biểu tại phiên thứ nhất của đối thoại Shangri-La năm 2018. Người đứng đầu Lầu Năm Góc đã làm rõ hơn với cộng đồng quốc tế về chính sách Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở mà Hoa Kỳ đã đưa ra gần đây. Trong phát biểu của mình, Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ James Mattis nhấn mạnh Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương là khu vực ưu tiên của Hoa Kỳ. Nước này mong muốn góp phần xây dựng một khu vực tự do, thịnh vượng, trong đó chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của các nước được tôn trọng và bảo vệ. Ông James Mattis cũng nhấn mạnh việc Hoa Kỳ ủng hộ vai trò trung tâm của ASEAN trong hợp tác khu vực. Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ cho rằng ASEAN càng đoàn kết thì tiếng nói càng có trọng lượng. Cũng trong bài phát biểu, người đứng đầu Lầu Năm Góc khẳng định
bất cứ một trật tự bền vững nào ở khu vực này đều có vai trò của Trung Quốc. Bởi vậy, Hoa Kỳ sẵn sàng hợp tác với Trung Quốc dựa trên một mối quan hệ hướng đến những thành quả tốt đẹp. Tuy nhiên, Bộ trưởng Mattis nhận định chính sách của Trung Quốc tại Biển Đông đi ngược lại với sự cởi mở trong cam kết chiến lược của Hoa Kỳ. Do đó, Hoa Kỳ sẽ tiếp tục theo đuổi một mối quan hệ mang tính xây dựng với Trung Quốc, hợp tác khi có thể, song cũng cạnh tranh mạnh mẽ khi bắt buộc. Nhưng ngoài ra thì Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ cũng giải thích vì sao ông ấy lại chuyển cái tên, Mỹ lại đưa cái tên, đổi cái tên Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương PACOM thành Bộ Tư lệnh Ấn Độ-Thái Bình Dương INDOPACOM. Và đây chính là cái việc mà Mỹ đang thể chế hóa từng bước cái chiến lược Ấn Độ-Thái Bình Dương để thành một cái chiến lược ổn định lâu dài của Mỹ ở khu vực. Và tôi cho rằng đây là một trong những cái rất là mới trong cái bài phát biểu hiện nay, bài phát biểu hôm nay của ông Mattis. Sau phát biểu của Bộ trưởng Hoa Kỳ, đối thoại Shangri-La dành cả phiên toàn thể thứ hai để thảo luận về triển vọng hòa bình của bán đảo Triều Tiên, Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản và Bộ trưởng Quốc phòng Canada đã phát biểu tại phiên toàn thể này. Chiều nay tại đối thoại Shangri-La, Đại tướng Ngô Xuân Lịch đã có các cuộc gặp song phương với Bộ trưởng Quốc phòng Australia, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản và Bộ trưởng Quốc phòng Pháp. Tại buổi gặp với Bộ trưởng Quốc phòng Australia Merritt Bay, hai bộ trưởng đánh giá cao những phát triển gần đây trong quan hệ song phương. Hợp tác quốc phòng tiếp tục được hai bên triển khai hiệu quả theo đúng tinh thần bản ghi nhớ đã ký năm 2010. Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch cảm ơn Bộ Quốc phòng Australia đã hỗ trợ Việt Nam trong việc đào tạo ngôn ngữ cho lực lượng quân y công binh của Việt Nam tham gia vào hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc, cũng như vận chuyển trang thiết bị của Bệnh viện Dã chiến cấp 2 tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc tại Nam Sudan tới đây. Tại cuộc gặp với Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Onorira Itsunori, hai bộ trưởng nhất trí thời gian tới tăng cường hợp tác song phương trên các lĩnh vực như trao đổi đoàn các cấp, duy trì hiệu quả các cơ chế hợp tác hiện có, đào tạo, khắc phục hậu quả chiến tranh, gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc, ứng phó thảm họa thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, công nghiệp quốc phòng. Tại cuộc gặp với Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Florence Parly, hai bộ trưởng nhất trí cho rằng thời gian tới, hai bên tiếp tục nâng cao hiệu quả các cơ chế hợp tác hiện có và tìm kiếm cơ hội hợp tác trong các lĩnh vực hai bên cùng quan tâm và có thế mạnh. Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch cho biết, Việt Nam luôn ủng hộ các nỗ lực tích cực của Pháp nhằm góp phần duy trì hòa bình, ổn định, hợp tác cùng phát triển tại khu vực, sẵn sàng ủng hộ Pháp tăng cường hợp tác với ASEAN.